tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em tàu thuyền, xe cộ, hút cát, máy gặt, các loại động cơ liên quan đến xe, máy. Chúc cho tất cả anh em thật nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, công việc luôn luôn thuận lợi và phát tài. Thì vừa rồi em vừa là làm xong một đơn hàng con máy 8DC11-2A cho anh Thái ở Quảng Xương. Thì bây giờ em sẽ sang làm cái đơn hàng số 2 cho anh Hướng. Con máy anh Hướng thì anh đi cùng nhau, anh Thái mua con C11-2A Mitsu, còn anh Hướng thì anh ấy chọn Hilo F20 đời E. Con này là đời cao nhất của F20. Thực sự là con máy này còn rất là đẹp. Nhưng thôi, để tí em sẽ chỉ cho anh em đẹp ở đâu hay xấu ở đâu em chỉ cho anh em xem. Thì con máy này em sẽ giới thiệu qua về công suất và mã lực của nó. Con này là đó là F20 đời E, đời cao nhất của F20. Và con máy này thì lòng của nó là 1 tấc 46, lòng 1 tấc 46, và mã lực của nó là 420 thì phải anh ạ, 420. Và vòng tua của nó là khoảng 2001-2002 nhá. Nhưng đặc điểm của con máy Hilo F20 đời E này là nó khác với những con 20 khác, là nó có thể độ lên thành F21 được, vì lòng của nó là lòng to. Bây giờ thay lòng, thay hơi là lên 21 được nhá anh em. Vì thế mà con máy này nó rất là giá trị. Thì con máy này nó còn đẹp ở đâu thì con máy này em chưa rửa kỹ đâu. Con máy này đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cùng biết. Đây. Đầu tiên là tất cả máy này, con máy này nó chạy đến thời điểm bây giờ nó phải 10 mấy 25 rồi anh em ạ. Nhưng này, tất cả cái lắp cabo nó vẫn còn 7 màu nhá, vẫn còn 7 màu, màu vàng 7 màu luôn. Dây co dầu này. Dây co dầu của nó này, anh em xem này, dây co dầu tất cả vẫn còn 7 màu. Mà đặc biệt con ốc phi lát của nó vẫn còn nguyên zin nhá anh em nhá. Chưa có rong keo một tí rong keo nào luôn. Gần là xính. Chưa có một tí rong keo nào luôn, con ốc phi lát chưa có một tí rong keo nào luôn nhá anh em nhá. Mặt máy nguyên zin. Rồi, tất cả lốc các thứ. Máy này là nếu mà có thời gian rửa đi thì cực đẹp luôn anh em. Anh em thực sự là không có thời gian để rửa ráy kỹ càng cho nó. Đây, lốc đỏ chót luôn. Nguyên zin, chưa có một tí keo nào cả. Rồi, sang bên này. Con này là bơm to luôn rồi này. Anh em xem là đít bơm to luôn rồi nhá. Rồi, đời E này là đít bơm như kiểu đít bơm của F21 rồi anh em ạ. F21 là đít bơm nó cũng như thế này. Rửa ra nếp ránh này. Rửa ra này. Đấy, rửa bên kia đây. Đấy, anh em xem này. Thực sự là tất cả dây co dầu nó vẫn 7 màu hết, mà cái chất của Hilo Nhật lúc nào nó màu nó hơi xỉn xỉn, nhưng nó vẫn còn màu vàng nhá. Tất cả còn nguyên zin hết. Lấy cái rẻ rửa ấy, tất cả còn nguyên zin hết anh em này, xem là những cái dây co dầu của nó 7 màu long lanh luôn, thực sự là rất là mới và đẹp. Đấy, nguyên zin hết. Nhưng này chưa có một tí rong keo nào. Nếu mà có dấu hiệu tháo rỡ nhá thì nó sẽ có rong keo anh em hiểu không? Đây. Đây. Cái này vẫn còn nguyên zin này. Nhưng này cái tem, cái rong này là rong nguyên bản của nó nhá anh em nhá. Rong nguyên bản. Đó, để rút này ra hiểu không? Rong nguyên bản này anh em ạ. Ốc quy lát mặt máy nguyên zin này. Chưa động chạm gì luôn. Rồi, tất cả những cái phần này chưa có một tí rong keo nào luôn nhá. F20C đời E này, có số máy luôn ở đây này anh em này. F20C đời E luôn này. Có số máy F20C đời E, đây này, đời cao nhất rồi. Đây. Lốc vẫn còn mà bảo vệ này, long lanh luôn, mạ đỏ chót luôn nhá anh em nhá. Cực đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đây. Tất cả những cái bơm hơi nó vẫn còn là vạch đỏ của nhà máy này. Nguyên zin hết. Con này mà có thời gian rửa đi thì rất là đẹp. Nguyên zin tất cả con máy này, tổng quát tất cả là nguyên zin. Và con này là nó là F20 đời E, nó là đời cao nhất của F20 rồi. Con này là có thể đụng lên thành F21 được, vì lòng của nó rất là mỏng, lòng nó to. Thay hơi là lên được F21 cho anh em. Thì thế mà cái giá trị của con máy này sử dụng, giá trị của nó còn rất là cao. Mà Việt Nam thì nếu mà cái dòng máy này mà không có máy đẹp như này đâu anh em ạ, chỉ có nhập ở bên Nhật về mới có những con máy đẹp như này thôi. Thì con này hình thức thì quá ok rồi, thực sự là không có điều gì phải chê rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test nổ để cho anh Hướng anh em kiểm tra và đánh giá chất lượng. Rồi em sẽ cho anh em thợ test nổ luôn.
Máy gì? Máy lỗ thì phải bịch bịch như thế, không có một tí gì. Quá chất rồi, còn gì nữa. Vừa rồi em vừa lỗ xong con máy Hilo F20 đời E cho anh Hướng rồi. Thật sự là, đấy, anh em có thể nghe tiếng nổ của nó êm ru luôn nhá, mà hơi hám rất là khỏe. Bây giờ em sẽ theo yêu cầu của anh Hướng là sẽ cho anh em thợ rửa luôn. Rửa rồi xong xong em sẽ làm một cái video của chung cư cả con máy F20 này và con máy C112A của anh Hướng và anh Thái. Hai anh đều ở cùng xóm ở trong Quảng Xương luôn, Quảng Xương Thanh Hóa nhá anh em nhá. Và anh em biết là các anh em Thanh Hóa thì mua máy thì kỹ như thế nào, các anh em biết rồi. Con máy này thì đúng là em đưa cho em đưa anh Hướng với anh Thái, hai anh ấy đi bốn cơ sở của em mới chọn được hai con máy là đẳng cấp nhất, đỉnh nhất. Con máy này nó còn rất là quý nữa là nó không có cục bơm trộn, này không có cục bơm trộn nha anh em nhé, không có cục bơm trộn bê tông. Vì thế mà con máy này là máy xe, máy này thực sự là không phải lúc nào cũng có đâu. Máy rất là đẹp, nổ lên đấy, anh em nghe tiếng nổ của nó rầm. Cái dòng máy này mã lực còn lớn mà cái máy này nó không có turbo, đâm cái tải trọng của nó là rất là thật tải nhé anh em nhé, tải trọng với công suất của nó rất là thật. Vì thế mà cái dòng Hilo này lúc nào nó cũng giữ giá. Cùng một con máy Hilo mà công suất như thế này với một con máy khác thì bao giờ cái con Hilo nó cũng có giá trị hơn. Hilo thì anh em đặc biệt là anh em ở trong Nghệ An này, Thanh Hóa này rất là chuộng, rất là thích Hilo, đặc biệt là Hilo F17 này, F20, F21 em bán rất là được, rất là nhiều anh em rất là chuộng và thích. Đấy, anh em xem này, máy móc nó còn đỏ chót thế này luôn anh ạ, đỏ chót tất cả còn rất là đẹp. Máy này thì không có điều gì mà chê trách. Nếu mà đây là em chưa có thời gian rửa đâu, nếu mà có thời gian rửa đi thì nói thật là con máy này lóng lánh luôn thật sự. Nhưng vì công việc bận quá mà thực sự là có còn rất nhiều anh em khác đặt hàng mà còn chưa làm kịp được thì không có thời gian để rửa sạch sẽ để chụp ảnh và quay video cho các anh ấy được. Thực sự là rất là tiếc. Nếu mà máy này nhá, em chụp ảnh rồi gửi video quay cho rửa sạch sẽ quay lên thì nói thật là miễn bản miễn chê luôn. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Hướng và anh Thái, hai anh ở trong Quảng Xương đã ra ủng hộ cơ sở của em. Cũng xin chúc mừng hai anh đã mua được hai con máy rất là đẹp, đúng với yêu cầu và sở thích của mình, đúng với yêu cầu của các anh đề ra. Thực sự là nhiều lúc không phải là có tiền mà mua được máy đẹp và đúng yêu cầu như mình mong muốn đâu anh em ạ. Vì có những lúc hàng nó không về thì không có. Thì chúc cho hai anh về dùng thật tốt, dùng thật tốt và dùng thật bền nhá. Mong sao các anh có thể mua được hai con máy này của em về kiếm thật nhiều tiền, tàu chạy ra biển thật bền, thật tốt. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ động cơ ô tô Thanh. Cơ sở của em có được thành công như ngày hôm nay là nhờ tất cả mọi người đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và chia sẻ, giới thiệu anh em bạn bè người thân mua hàng cho em. Em không biết nói gì hơn cả. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nha. Xin chào.